cho em cơm tầm, cái này, cái này, cái này, cái này nữa. Chị ơi, chị ơi, cho em cơm tầm hết luôn. Thư giang á, thư giang như thế này. Cái này á, cái này cuối video của mình á. Dạ cô. Chào buổi sáng cả nhà ơi. Sáng này á, sáng này mình cũng thức sớm. Ok, tới đây nè. Chào buổi sáng con Kiều ơi. Hello. Sáng này á, mình quyết định là mình sẽ đi ngoài chơi. Mình sẽ đi lái xe, đi cá lại. Bà chơi làm gì? Hôm qua mình tới những suy nghĩ như thế này, tại mình muốn nói cho cả nhà ở mẹ Quyền á, nó rất là ngon, nhưng mà mẹ cũng là người Việt Nam luôn, mẹ cũng là người Việt Nam, tại cái lại trên vàng. Lúc đó mình nhớ là mình chưa bao giờ thử món ở cái lại cả nhà ơi, thử luôn á, cho nên chủ đề của du lịch hôm nay đi cái này của Hun là ăn món ăn ngon, tìm món ăn ngon tại cái này thì với mình nhỉ. Khác với Hàn Quốc, món ăn Việt Nam mở cửa rất là sớm, cho nên mình ước gì mình có thể tìm món ăn ngon tại cái này nha cả nhà ơi. Đi với mình nhé. Rồi cả nhà ơi, let's go go go. Trời ơi cả nhà ơi, đây là lần đầu tiên mình cối chim á, chim như thế này luôn á, thiệt luôn á. Ồ, rất là đẹp. Hôm nay là thứ bảy, Saturday, nhưng mà cũng có rất là nhiều học sinh đi học ha. Trời ơi, cả nhà ơi, mình đã tìm quán ăn rồi. Nhanh nã ở đây có văn công tâm. Còn anh này á, có khách hàng rất là nhiều. Và văn công tâm, mình thích công tâm Việt Nam lắm. Nên là bây giờ mình sẽ đi ăn công tâm cho mọi người hồn. Đây có rất là nhiều khách hàng luôn á. Xin chào. Xin chào. Chào chị. Dạ, cho em cơm tầm cái này. Cái này. Cái này. Cái này nữa. Cái này. Chị ơi, chị ơi. Cho em cơm tầm hết luôn. Tất cả luôn. Cho một dĩa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Tất cả. Dạ. Cảm ơn chị. Em sẽ ăn ở đây. Dạ. Thank you.
hai cái. Trong chắc còn đúng đấy. Mua hai cây thôi. Dạ, ai. Yeah, món của mình đã tới rồi nha cả nhà ơi. Trời đất ơi. Cái này là nước mắm. Cái này là gì? Xương. Cái này xương nữa. Chân gà. Chân gà. Xúc xích. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha cả nhà. Lâu rồi không ăn cơm tạm cả nhà ơi. Mình sẽ ăn từ xúc xích nha cả nhà. Mà to là xương ngốc đúng không? Rồi lên. Súp này rất là ngon. Mình không biết súp này là súp gì á. Cũng mà ngon. Rồi rồi. Cái này là gì? Mình có vô Việt Nam nhưng mà không biết cái này là gì luôn á. Mình muốn ăn thử nha. Bây giờ mình mỗi tè ớt á, trong nước mắm cái nhà này sẽ ngon hơn á. Cũng tâm biệt đăng này, có một con em. Mình nói thật sự nha cả nhà ơi. Lúc trước đó, khi mình trong Việt Nam, mình không thích tấm này đó. Mình thích tấm xưa hoặc là tất cả món ăn, nhưng mà mình không thích tấm như thế này. Tại vì, đúng không? Không có sticky chứ. Nhưng mà, mình không biết tại sao, nhưng mà đến nay á, mình thích lắm á. Mình thích cấm này. Ngon. Rất ngon. Một bữa cơm cả nhà. Thêm một cái cơm nha. À, chị ơi, để cho em á, một cái cơm. Một chân cơm. Cái này. Rồi ạ. Chân nữa. Dạ. Súp này á, súp này mình cảm thấy là giống như súp bún ghi mùa cuốc của Hàn Quốc. Dạ. Được rồi, ok. Con mới của mình này.
món gì vậy? Mình không biết mà ăn thử nha. Mà con dễ xin Việt Nam. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình mới ăn sớm nè. Một con cơm tằm. Thấy phần chứ? Hai chén súp. Rất là ngon. À, cả nhà ơi. Bây giờ mình mới biết một cái. I just realized there's one thing. A little bit fantastic about this restaurant. Nè cả nhà ơi. Cô ba mẹ ở đây nè. Nè uống chút. Tôi buổi sáng ăn nọ cảm thấy lạnh lạnh một chút mát và cô ấy cắp ba con mè ngủ hay vé số, cảm thấy rất là may mắn rồi. I feel lucky today. Hey mèo, mèo bye bye nha mèo. Chú ơi, cái này công cô em mất bao nhiêu á? Cái cơm tư hình hổ đáng nhiêu ạ? 20 là 70 hay là 80? 70 nghìn hả? 70 nghìn. Dạ. Trời ơi, con nhà ơi. Mình ăn quá trời ở đây nhưng mà 70 nghìn Việt Nam đồng ta. Quá rồi, quá ngon. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình ăn buổi săn quá no rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm một cái cà phê và mua cà phê cho mình và chở thanh niên gia đình nha cả nhà. Mình sẽ mua cà phê ở đây nha cả nhà ơi. Ở đây là cà phê Street. Lúc trước khi mình lái xe đi du lịch Việt Nam, mình rất thích tham gia cà phê đường, cà phê on the street, cà phê on the street and thư giãn á, thư giãn như thế này. Anh dùng này có. I think this hammock is not. Thư giãn quá trời. Trời ơi cả nhà ơi, bữa nay có video của mình á. Dạ cô. Dạ, cô có biết coi YouTube là liên tục rồi. Dạ. Ngày luôn. Dạ. Bữa về Việt Nam cũng coi luôn. Coi, cô biết là tên của cô không? Biết luôn. Tên cô... ngoan. Hun. Hun. Dạ. Cô có bao nhiêu á? 50. Rất nhiều đây. Nam. À dạ. Cảm ơn cô nhiều. Rồi. Dạ chúc cô ngay mới dưới về nha. Dạ. Rồi cả nhà ơi, today we have a lucky star. Now I will come back home and drink some coffee and start a new day. See you.